anh rõ bước giống như vừa rồi cái buổi tiết tấu này là theo theo một nhạc, còn bước nhỏ long tam long tam thì nó cảm thấy dưới chân thứ nhất rõ ràng chân ra và đều theo nhịp nhé. 1, 2, 3 kéo nhanh luôn, kéo nhanh được, kéo nhanh đây, còn 5 luôn. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tay vào vai, 6, 7, 8. 2, 2, 2, qua tay, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để theo nhạc có vẻ và chẳng đi một mảnh như sao nha. Rồi nghe chú dọn đó. Cái đinh lớn này, đinh lớn này, đinh là tiếng luôn đó. Đinh lớn hẳn nha. Khi mình quen nghe rồi khỏi cần canh, anh cứ vô luôn đi, nó sẽ vô. Quan trọng là để đến có đều không, tốc độ đều không. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, anh thoải mái này để nghe. Mà mình cũng không có sự sẵn sàng quá, nó sẽ làm cho mình bị cái gì cũng chuẩn bị, anh cảm thấy không được thoải mái. Cứ thoải mái nha, không gì hết. Cứ nghe đều cái nhạc đó ha, nghe đều chân tốc độ nó cũng bắt đầu. Rồi sau đó mình cứ vô đại đi ha, để mình nghe phần nào mình hiểu rồi cứ vô đại đi, là nó theo dựa chút cái nhạc luôn. Còn càng để ý càng không gấp vô thì rớt cứ nằm đại thôi ha, thoải mái thì không nhìn chân ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 2, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, từ đầu 1, 2, cha, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, từ đầu 1, 2, cha, 6, 7, 8. 2, 2, cha, 6, 7, 8.
7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, câu 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, câu 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, từ đầu, 1, 2, đến, 6, 7, 8, 2, 2, đến đó là 6, 7, 8, 3, 2, cha cha cha, cha cha cha, 4, 2, cha cha cha, cha cha cha, 5, 2, 3, 4, 5, đi từ đầu, 1, 2, cha cha cha, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, câu 4, 4, 2, dậm dậm dậm, dậm dậm dậm, 5, 2, cha cha cha, 6, từ đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, câu 3, 3, đó, gần lắm. Đó là có nền tảng mà nó nghe rồi không cần chuẩn bị ấy. Là chúng tôi có lần sau mình đi chơi ha, hoặc là mình đọc ra vô luôn, khỏi cần trông nghe hết á, anh vô luôn đúng luôn, anh thử bài đúng luôn á, anh vô đi, anh cùng vô rồi đúng luôn, cứ lặp lại là đúng luôn, một hai không đúng không, đó là anh đi 10 lần phát vô luôn khỏi cần canh nhất, hiểu rồi không cần phải cứ trật tự rồi vô luôn bước luôn như này tâm luôn, nước luôn, có cần suy nghĩ đấy. Thì khi anh chủ động như thế này, khi điều cái này, ha, hay điều đấy, là anh cũng đi luôn và nữ tao hiểu mình là hiểu biết. Đúng, đúng. Nhưng mà mình giống như đạo diễn á, mình nắm được cái kịch bản, nắm được cái tiết tấu, giống như là cái nhạc công đấy. Thì ai cũng vô nhạc hết. Nhưng cái đó thì cũng đúng á, bởi vì khi mình cần còn thiếu nghe nhạc mà mình đi mình để đảm bảo thứ hai người đứng nhạc hơi khó, đúng không? Đúng á, bây giờ mình phải tập cái đó lắm, tập cái đó khi cái này rác đôi là anh phải đẩy này là nam nữ cùng chơi nhạc rồi mình mới mình theo nhạc, đừng có cần theo nhạc. Bây giờ anh cũng chủ động nhé, anh chủ động cái này, cái là chủ động này, căng hết rồi ra ha. Trong hết lòng đến người xem. Đúng rồi. Người xem biết tại sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, câu 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, câu 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, chưa, em chưa đến 5, một bước rồi. Nhạc thì rất hay và rất là chậm, rất là thong thả. Mình cứ làm đài theo cái cử chỉ đi, cái số đếm thì là đếm này thôi, chứ đừng có quá chú ý số đếm quá, mình sẽ đối khó, có mình sẽ đối khó câu đó bao nhiêu để ý chứ không muốn thì cứ thăng thăng là cứ thoải mái để đẩy cô đếm thế này, mình cứ đếm theo là được, chứ mà không đẩy cái đặc thể thế, nói từ đầu đi từ đầu, cứ biết là câu bao nhiêu, một câu ba câu năm mà đi theo một kiểu đúng nhau. Và lắng theo nhạc là chính, đến theo để nghiệm gì, đến theo để mình follow đến theo đó, tư duy để đến hơi khó, hai người cùng đến nó vui hơn, người cũng theo nhạc tốt hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, câu 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, câu 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, từ đầu, 1, 2, chờ chờ cha, 6, 7, 8, 2, 2, chờ chờ cha, 6, 7, 8, 3, 2, chờ chờ cha, 6, câu 4, 4, 2, chờ chờ 5, 6, 7, 8, 5, 2, chờ chờ cha, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, câu 4, 4, 4, 5, 6, câu 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, từ đầu, 1, 2, như thế đi thôi, 6, 7, 8, 2, 2, cứ theo việc đi thôi, đúng rồi. Vừa đi vừa lấy chuyện được rồi. Còn sau mai mốt vừa đi vừa hát luôn á. 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, câu 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, từ đầu,